Câu chuyện Người trở về từ Côn Đảo, tướng Châu Văn Mẫn. Quý vị và các bạn thân mến, Trung tướng Châu Văn Mẫn là vị tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an nhân dân. Trở về từ Côn Đảo với những vết thương hằn theo năm tháng, âm ỉ suốt cuộc đời. Dù đã về hưu, nhưng ông chưa bao giờ nghỉ bởi còn nặng nợ với đồng đội và trăn trở với nhân dân. Để hiểu hơn về ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Biến nhà tù thành cơ sở cách mạng. Tướng Châu Văn Mẫn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 15 tuổi, ông tham gia vào đội công tác đặc biệt do đồng chí Huỳnh Giáp, A Ma Giáp và đồng chí Lê Văn Minh phụ trách. 19 tuổi, ông đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tháng 1 năm 1970, trong một lần gặp gỡ cơ sở bí mật tại vùng địch kiểm soát, ông bị địch bắt và bị giam giữ tại nhà tù Buôn Mê Thuột. Sau 3 tháng bị giam giữ và tra tấn dã man, ông bị đẩy ra Côn Đảo. Khi đó, ông mới khoảng 20 tuổi, nhưng đã thể hiện bản lĩnh kiên cường của một người lính trước những đòn tra tấn tàn bạo của địch. Từ trong tù ngục, tưởng như không còn sự sống ấy, ông cùng với đồng đội vẫn hoạt động cách mạng, xây dựng đội ngũ tù chính trị ổn định. Với vai trò là đội viên an ninh xung kích, ông đã dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống đàn áp, bảo vệ lực lượng. Năm 1970, bị chuyển về trại 6B, ông cùng đồng đội đã biến nơi địa ngục trần gian ấy thành nơi hoạt động cách mạng hiệu quả và vững chắc. Ở đây, ông được giao nhiệm vụ biên chép các tài liệu, kế hoạch đấu tranh, báo cáo sơ kết, tổng kết các cuộc đấu tranh chống địch, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tham gia biên tập các tờ tập san của trại và của ban thanh niên, sao chép các bản tin đọc chậm của Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Tiếng nói Việt Nam, cung cấp tin tức, thời sự, giáo dục, tuyên truyền cho anh em tù chính trị. Buổi tối, tất cả các tù nhân chính trị trong nhà tù 6B Côn Đảo từng phòng quây quần bên nhau để nghe tin tức thời sự. Được Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp lửa. Dừng dừng nhớ lại một thời gian khổ đã qua, Trung tướng Châu Văn Mẫn kể. Trong những năm tháng tù đầy ác liệt ở Côn Đảo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho anh em tù chính trị. Bởi đây là cơ quan truyền thông duy nhất đưa thông tin đến với anh em tù chính trị. Những bản tin, bản nhạc, bài hát của Đài Phát thanh Giải phóng chính là lời hiệu triệu, là lệnh tiến công của những đoàn quân ngoài mặt trận này. Từ trong rừng núi điệp trùng của Tây Nguyên hùng vĩ, từ trong ngục tù Côn Đảo, âm vang giọng nói của phát thanh viên. Đây là Đài Phát thanh Giải phóng tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát sóng. Và từ Đài Phát thanh Giải phóng vang lên lời chúc Tết của Bác Hồ. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Âm nhạc hòa quyện với giọng phát thanh viên thôi thúc lòng người và trở thành điểm tựa tinh thần cho những người tù Côn Đảo vượt qua những đòn tra tấn dã man của kẻ thù. Các buổi phát thanh của đài đã trở thành một lực lượng xung kích mạnh mẽ, lan tỏa khắp trong anh em tù. Anh em tù nhân cảm nhận được có đảng, có bác kề bên soi đường dẫn lối, như được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu, giữ vững khí tiết cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù và càng tin tưởng vào ngày chiến thắng. Trung tướng Châu Văn Mẫn bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm buồn vui khi nghe Đài Phát thanh Giải phóng. Trong tù, tôi được phân công hàng ngày chép lại 10 bản tin, giúp cho anh em tù chính trị nắm được tình hình bên ngoài để có định hướng đấu tranh với địch sát hợp với tình hình. Khi Hiệp định Paris về đình chiến ở Việt Nam được ký kết, Hiệp định và Nghị định thư được phổ biến qua radio, anh em tù chính trị có được văn bản để đấu tranh đòi địch thực hiện Hiệp định. Tuy trong tù Côn Đảo, nhưng cảm thấy được tự do vì có nguồn tin và đài phát thanh. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có những kỷ niệm khó quên, và kỷ niệm về ngày ra đi của Bác Hồ sẽ còn mãi trong trái tim mỗi người con đất Việt. Với tôi, khi ấy qua tiếp âm của Đài Phát thanh Giải phóng, tôi nghe tin Hồ Chủ tịch kính yêu của dân tộc ta đã ra đi, khiến cho tôi buồn vô hạn. Tôi đã ngồi lặng đi và giàn giụa nước mắt. Và niềm vui vỡ òa khi nghe tin chiến thắng 30 tháng 4 qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Được tự do rồi mà ông cứ thảng thốt như trong mơ. Một giấc mơ quá lớn. 40 năm đã qua, bản tin chiến thắng đầu tiên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn sống mãi trong ký ức của ông, ghi dấu thời khắc quan trọng của lịch sử. Đất nước hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối.
trên cương vị mới. Từ một anh lính bổng súng gác cổng, ông mày mò tập đánh máy và ông là người đầu tiên biết đánh máy ở ban an ninh Côn Đảo lúc mấy giờ. Sau đó, ông chuyển sang làm cán bộ đánh máy rồi trưởng ban văn thư, nhận trách nhiệm đào tạo cho 7 cán bộ trẻ từ đất liền ra. Trải qua nhiều trọng trách công tác khác nhau, ông giữ đến chức phó công an huyện Côn Đảo, được cử vào đất liền học trường bổ túc sĩ quan ở phía Nam. Học xong, ông được điều về làm phó phòng bảo vệ chính trị, công an đặc khu. Đặc khu ngày ấy nổi lên nạn vượt biên, buôn lậu, gây nhức nhối trong nhân dân. Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, muốn ngăn chặn được các vấn nạn này, trước hết phải phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, thành lập các tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố, cùng với lực lượng công an, ngăn chặn băng nhóm tổ chức tập hợp tàu bè ở các bến bãi. Nạn vượt biên được dẹp yên, thì lại nổi lên nạn buôn lậu. Nhức nhối nhất là buôn lậu dầu từ các cảng biển. Lực lượng công an phải đấu tranh quyết liệt, đề ra các phương án ngăn chặn cũng như tác chiến đẩy lùi nạn buôn lậu. Từ một phường yếu kém, có nhiều cán bộ chiến sĩ công an bị bắt, bị kỷ luật. Sau ngày ông về làm trưởng công an phường, 3 năm liền phường thắng nhất đạt danh hiệu phường quyết thắng. Ông trở lại đặc khu làm trưởng phòng bảo vệ chính trị, được đề bạt lên làm phó giám đốc rồi giám đốc công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Là người đứng đầu lực lượng công an của một tỉnh giáp biển, có rất nhiều chuyên án kinh tế cũng như hình sự nổi cộm mà ông trực tiếp chỉ đạo đã cất lưới thành công. Điển hình như vụ Minh Samasa, tên thật là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1964. Xét về tính chất, Minh Samasa chẳng khác gì Khánh Trắng ở Hà Nội, Cu Nên ở Hải Phòng hay Nam Cam ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng hoạt động theo kiểu xã hội đen, khi cần thì sẵn sàng thanh trừng các băng đảng khác để sâu xé tranh giành lãnh địa. Ngoài ra, chúng còn chèn ép giá ở các cảng cá, dìm giá của ngư dân. Với sự lộng hành ngang ngược của băng nhóm Minh, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thành lập chuyên án V698 do Giám đốc Châu Văn Mẫn trực tiếp chỉ huy. Sau chuyên án Minh Samasa là hàng loạt chuyên án khác liên quan đến nạn bảo kê các nhà hàng, vũ trường bị bóc gỡ. Không ít lần bọn chúng có ý mua chuộc ông nhưng đều bất thành. Bởi đối với ông, không có gì quý hơn cuộc sống bình yên, no ấm của nhân dân. Vị tướng đầy ân tình. Sau 5 năm làm Giám đốc Công an tỉnh, cấp trên chuyển ông ra Hà Nội nhận nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân. Trên cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, Phó Bí thư kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Tổng cục. Vị tướng ấy làm việc không biết mệt mỏi. Ông đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an đẩy mạnh phong trào quần chúng, bảo vệ an toàn Tổ quốc, xây dựng lực lượng, công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới. Đến nay, phong trào ấy ngày càng được các cấp lãnh đạo quan tâm, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân phấn khởi hưởng ứng. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ông được phân công phụ trách công tác lịch sử, bảo tàng công an nhân dân. Trung tướng Châu Văn Mẫn đã chú tâm trong việc nâng cấp, mở rộng di tích nhà công an trung ương. Ông để lại mồ hôi, công sức của mình ở bảo tàng trưng bày an ninh khu 5, di tích lịch sử an ninh trung ương cục miền Nam, đền thờ Bác Hồ và di tích chiến thắng cách mạng ở Hòn Đá Bạc, Cà Mau. Hoàn thành đúc 5 tượng Bác Hồ bằng đồng đặt ở 5 bảo tàng của các khu di tích trong cả nước. Hoàn thành biên soạn lịch sử, thu thập danh sách liệt sĩ công an nhân dân để khắc bia liệt sĩ ở nhà công an trung ương, an ninh khu 5, an ninh trung ương cục miền Nam. Ông thở phào nhẹ nhõm vì những phần việc nặng nề được giao phó đều đã hoàn thành đúng như mong mỏi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Hiện ông đang là chủ nhiệm câu lạc bộ công an hưu trí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với trên 600 hội viên sinh hoạt. Thời gian còn lại thì ông đi làm từ thiện. Ông tìm về những vùng đồng bào khó khăn ở quê hương Quảng Nam, giúp đỡ gia đình đồng đội. Trung tướng Châu Văn Mẫn luôn có một cảm xúc đặc biệt với Côn Đảo, nơi mà cả thời trai trẻ của ông đã gửi lại. Ông may mắn trở về, để cả đời trăn trở và đau đớn với những người đã nằm lại. Máu xương của đồng đội ông phải được ghi nhận, được tôn thờ bằng những nghĩa cử cao đẹp nhất của người còn sống. Năm nào ông cũng về Côn Đảo, có năm vài lần để sưởi ấm linh hồn những người yêu nước và các chiến sĩ đã ngã mình trên mảnh đất thiêng và làm nốt những việc còn dang dở. Ông cùng với tập thể anh em cựu tù chính trị trại 6B dựng được tấm bia lưu niệm nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu trại 6B Côn Đảo ngày 3 tháng 2 năm 1972, ngày 3 tháng 2 năm 2012. Ghi nhớ cuộc đấu tranh bền bỉ, quật cường của những chiến sĩ gang thép, kiên trung. Rồi đây, tên tuổi của tất cả các liệt sĩ sẽ được lưu danh lên bia để anh linh của các anh được sưởi ấm bằng nén nhang ngát tình đồng đội, nặng nghĩa quân dân. Với những cống hiến cho sự nghiệp nước nhà, ngày 17 tháng 10 năm 2011,
Trung tướng Châu Văn Mẫn được Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng với nhiều huân chương cao quý. Ông tâm sự, đất nước ta đã trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ với biết bao gian khổ mất mát. Tôi mong muốn thế hệ trẻ nên tìm hiểu, nắm rõ lịch sử để hiểu được chặng đường đấu tranh gian lao, vất vả thì mới có được như ngày hôm nay. Các bạn trẻ phải yêu quý, trân trọng những gì đang có hôm nay để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần tham gia xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận và đừng quên chia sẻ cũng như đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với Chân Dung Lịch Sử trong những số tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!